Hello, xin chào các bạn. Nếu như bạn nào đang ở miền Bắc mà đang xem video của mình thì chắc hẳn khá là co do bởi vì thời tiết gần đây khá là lạnh. Ở Hà Nội thực sự mùa đông đã về rồi. Với cái thời tiết như này thì chúng ta không thể nào xài những chai nước hoa có nốt hương nhẹ nhàng, có nốt hương tươi mát như là mùa hè được. Chúng ta phải tìm đến những chai nước hoa có mùi hương nặng đô hơn, với những nốt hương như kiểu là tiêu này, như là thuốc lá này, như là gỗ này, như là rượu này. Thì cái thời tiết này cũng là một cái sàn diễn để nước hoa có thể phô diễn được tất cả những cái vẻ đẹp của nó. Bởi vì cái thời tiết như này ở bên Việt Nam thì nó mới giống ở cái thời tiết ở bên nước ngoài. Và nước hoa ở thị trường nước ngoài thì rất là phong phú và đa dạng. Và như cái tiêu đề thì hôm nay mình sẽ đưa cho các bạn 5 chai nước hoa có nốt hương mùi da thuộc mà mình đang sở hữu. Và mình nghĩ rằng các bạn cũng nên thử qua. Và với 5 chai nước hoa này thì thực sự là nó cũng không hề dễ ngửi. Bởi nốt hương da thuộc là một nốt hương khá là kén mũi. Nên là các bạn hãy cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định mua một chai nước hoa nào trong 5 chai nước hoa có nốt hương da thuộc này nhé. Mở màn cho vị trí số 5 đó chính là một chai nước hoa của nhà Van Cleef. Đó chính là Midnight Paris, một chai nước hoa rất đẹp, rất nhỏ, xinh. Cái phần thân chai này nó có được làm bằng các như kiểu là các ngôi sao trên bầu trời vậy, đúng với cái tên của chai nước hoa này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy đã có rất nhiều những cái bức ảnh đẹp được chụp ra cùng với chai nước hoa này. Thì đây là một chai nước hoa có nốt hương da thuộc, nhang và đậu thôn ca. Thì cái nốt hương nhang ở đây sẽ làm chai nước hoa tối xuống và có phần rất là giống với cái tên gọi của chai nước hoa này. Thì cái mình nhớ là cái ngày đầu tiên khi mình sở hữu chai nước hoa này, mình mua nó khoảng tầm 500.000 đồng. Và khi mình xịt ra thì mình nghĩ là ui, đúng rồi, chai nước hoa 500.000, mùi như xịt. Thế mà sau khoảng tầm 2-3 năm đổi lại đây, khi mình bắt đầu đam mê với mùi hương hơn, thì mình bỏ qua cái mùi hương đầu tiên, thì mình thấy một chai nước hoa này nó là một cái nốt hương da thuộc làm khá là an toàn, khá là đơn giản và thực sự là rất là dễ dùng. Đấy, các bạn hãy nhìn thấy qua em nó, thì qua cái lớp đầu hăng của da và của cồn thì cái mùi hương này nó khá là mượt mà, nó như kiểu một chiếc áo mà các bạn có thể mặc bất cứ lúc nào vậy. Đó, mùi hương nó sẽ hơi tối và cái vị ngọt của đậu tonka. Và đây là một cái chai nước hoa nó có độ bám tỏa khoảng tầm 7 đến 8 tiếng. Nó không quá lâu như những chai nước hoa có nốt hương da thuộc khác. Nhưng mà với mình, đây là một chai nước hoa ngoài cái việc bạn sở hữu một cái nốt hương da thuộc đơn giản, dễ dùng, nhưng mà bạn có thể trưng bày em nó ở trên góc tủ rất là đẹp. Đó, các bạn chiếu sáng vào nữa thì nó vô cùng đẹp luôn. Các bạn nên sở hữu qua em nó. Giá của em nó bây giờ khoảng tầm mua trên thị trường chắc khoảng tầm 1 triệu hơn đến 1 triệu rưỡi là các bạn thể sở hữu em nó. Đó là vị trí số 5. Ở vị trí số 4 đó chính là chai nước hoa Montreal Aus Leather, một chai nước hoa mà mình đã từng hứa review với các bạn. Đây, nó lấy nét hơi chậm nên các bạn thông cảm. Đó, thì mình sẽ không nói qua về cái thiết kế của em nó nữa. Thì nếu như bạn nào là fan của những mùi hương bám tỏa khủng khiếp và nịnh mũi thì chắc chắn không thể nào bỏ qua em nó. Nó là một cái mùi hương gồm có da thuộc, gồm có nhuệ tây và gồm có trầm. Đó là những cái mùi mà mình cảm nhận được rõ nhất. Thì thường những cái mùi da thuộc sẽ không được kén mũi, khá là kén mũi, không được nhiều người ưa thích cho lắm. Nhưng mà khi qua tay của nhà Montreal Paris này rồi thì nó được xử lý rất là mượt mà, rất là nịnh mũi và thực sự là khá là ngon, rất là hợp lý với những bạn nào háo ngọt. Thì mình có nhớ rằng cách đây khoảng tầm hơn một tháng, một bạn nữ đến thử chai Intense cà phê, nhưng mà cuối cùng bạn lại lựa chọn em này. Bạn nói là bạn rất là thích cái mùi này. Thì mình nghĩ rằng những cái mùi da thuộc thì thường là các bạn nữ sẽ không thích cho lắm, nhưng mà với chai nước hoa với da thuộc ở Montreal thì mình nghĩ rằng nó sẽ phù hợp với những bạn cả nam và nữ, nó khá là unisex và nó sẽ hợp với những bạn trẻ háo ngọt. Và chai nước hoa này thì nó có giá khá là tương đồng với chai Intense cà phê, khi khoảng tầm 1.500.000 đồng là các bạn có thể sở hữu một chai nước hoa có mùi hương da thuộc rất là nịnh mũi, rất là dễ chịu, không sốc nổi và đặc biệt là bám tỏa rất là khủng khiếp. Ở vị trí số 3 đó chính là một chai nước hoa của nhà Discoe, đó là Poison Royal Black. Đây, mình có lọ chiết đây nhá, và mình có một cái lọ full, mình chưa bóc ha. Đó, đây các bạn này nhìn đấy. Thì chai nước hoa này cũng đã không còn sản xuất nữa rồi, nhưng mà việc tìm kiếm mua trên thị trường thì nó cũng không quá khó, khi nó khoảng tầm hơn 2 triệu đến 2 triệu rưỡi.
là các bạn thể sở hữu em nó rồi. Về cái mùi hương của em nó thì thực sự là đây một chai nước hoa, có thể nói nếu như mình không xếp thứ tự là từ theo mệnh giá tiền tăng dần thì chắc chắn mình sẽ để em nó ở số 1. Đó. Nhiều người nói đây là nước hoa NYX đội lốt hàng designer. Đây có lẽ là thành công duy nhất của nhà NYX Square này với mình. Một cái mùi hương gia thuộc cùng với hoa hồng, cùng với thuốc lá và tiêu làm cực kỳ mượt mà. À, thì khi các bạn mới xịt ra thì các bạn có thể thấy rằng cái mùi hương này nó khá là khó chịu. Nhưng mà khi dry down xuống, da khô xuống và hồng trở nên mịn màng cùng với thuốc lá, nó làm lên một cái hình ảnh một cái người đàn ông khá là kiểu phong trần, kiểu hơi bụi bụi, và đặc biệt là rất là hấp dẫn, rất là quyến rũ và luôn luôn bí ẩn. Thì mình rất thích mặc cái mùi hương này với những chiếc áo da cùng với những chiếc quần jean ten, đi những đôi chi si boot màu đen. Uầy, kiểu đúng kiểu người đàn ông mà kiểu kiểu bad boy, kiểu lạnh lùng ấy, nhưng bên trong thì luôn luôn ấm áp và luôn luôn khiến người khác phải tò mò về mình. À, mùi hương này đúng kiểu một chàng bad boy vậy, rất là biết thu hút người khác. Mình thực sự là rất là yêu cái mùi hồng của chai nước hoa này. Về độ bám tỏa của em nó thì thực sự là nó có bám tỏa còn tốt hơn Montel Aus giờ rất nhiều, bởi cái độ tỏa của chai nước hoa này nó gồm có da và cả thuốc lá và cả hồng nữa, rất là mạnh mẽ. Và mình mỗi lần mình xịt chai nước hoa này thì mình cảm giác rất là ấm áp và rất là tự tin ra đường vào những ngày đông đó. Ở vị trí số 1 và 2 thì chúng ta sẽ có là Acordi Park Malaysia. Thì chai nước hoa này mình không ghi tên, thì mình sẽ để hình full ở bên này nhá. Còn đây là Tom Ford Tuscan Leather. Đây, mình sẽ cũng sẽ để hình bên này luôn, tại vì đây là cái vial thôi. Thì tại sao mình lại không review từng em một mà mình lại review cả hai em một lúc? Thì có rất nhiều người nói hai chai nước hoa này có phần rất là giống nhau, nhưng mà mình sẽ nói ra những cái điểm khác nhau để các bạn có thể lựa chọn nhá. Đầu tiên đó chính là Acordi Park Malaysia. Thì đây là một chai nước hoa đến từ Ý, và Ý đặc biệt là rất nổi tiếng với những cái nốt hương cam quýt, citrus. Và tất nhiên thì Acordi Park Malaysia nó không loại bỏ điều đó. Họ cho cam quýt mở đầu, làm cho cái mùi da thuộc ở đây có phần tươi sáng và có phần trẻ trung hơn khá là nhiều so với Tuscan Leather. Nó làm mình liên tưởng đến kiểu là một cái mùi hương, một cái mùi da đúng chất từ những chiếc xe hạng sang cao cấp, như kiểu chiếc xe mèo vậy. Mà khi các bạn vừa mua hay là các bạn ra showroom ấy, các bạn ngửi cái mùi da bọc ở trên ghế như nào thì cái mùi da thuộc này nó có phần giống đến như vậy, có thêm một chút citrus làm cho nó dễ chịu hơn. Còn với Tuscan Leather thì các bạn lại sẽ nhận được cái mùi ngọt của quả mâm xôi, và cái mùi da thuộc ở đây có phần khá là kén mũi người dùng. Đó, nó có phần hơi già dặn hơn so với Acordi Park Malaysia. Với Acordi Park Malaysia thì mình nghĩ rằng đây là một chàng thiếu gia con nhà giàu, thanh lịch, trẻ trung và có phần gì đó khá là hào hoa. Còn với Tuscan Leather thì với mình đây là một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, hơi trung tuổi, và nhưng mà không mất đi sự mạnh mẽ, cuốn hút. Và về cái độ bám tỏa của hai em này thì Tuscan Leather bám tỏa khá là tốt, còn với Acordi Park Malaysia thì nó tỏa hương có phần hơi kém hơn so với Tuscan Leather. Nếu như để mình đánh giá một trong hai em này em nào tốt hơn thì rất là khó để lựa chọn. Mình nghĩ rằng các bạn tùy vào cái phong cách của mỗi người mà các bạn có thể đưa ra cái lựa chọn phù hợp nhất. Và với cái giá tiền thì Tuscan Leather nó có giá khoảng tầm hơn 5 triệu đồng như 100ml. Còn với Acordi Park Malaysia thì với cái lọ size to thì mình nghĩ rằng nó khoảng tầm 3 triệu rưỡi cho đến 4 triệu là các bạn thể sở hữu một mùi hương da thuộc trẻ trung. Còn đây là một mùi hương da thuộc lịch sự, chững chạc. Và trong năm em này bạn sẽ lựa chọn mùi hương nào cho mùa đông của bạn? Hãy comment bên dưới và đừng quên like, subscribe và chia sẻ cho mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.